Xin chào anh em các bác chú. Trong video ngày hôm nay thì đồng hồ em duy em sẽ giới thiệu cho anh em các chú một cái dòng sản phẩm nữa đồng hồ của Citizen bên em mới về. Đối với dòng sản phẩm đồng hồ này thì bên em về được trong cái tình trạng này hàng mới anh em nhé. Và anh em các chú nào một quan tâm đến dòng sản phẩm này trong video ngày hôm nay thì đừng tiếc cho em uh, thì đừng quên liên uh, hệ sớm qua hotline là 808 219 hoặc là liên hệ trực tiếp uh, nhắn tin ibox e qua zalo của em duy qua số máy này luôn anh em nhé. Hiện tại thì đối với cái dòng Citizen này thì em về được ở trên đây đó là một cái dòng sản phẩm hàng mới caliber đầu 9 uh, rất đẹp cho anh em uh, Trước thì em có nên cho anh em một số những cái dòng sản phẩm uh, máy uh, caliber đầu 9 uh, Mặt đen và mặt trắng rồi đúng không ạ Cho video ngày hôm nay thì em nên cho anh em một cái phiên bản em mới về màu nó cũng khá là đẹp Chiếc này thì em sẽ có đầy đủ hộp số thẻ Và anh em xem qua về cái mặt của chiếc này thì nó sẽ có một cái tông màu mặt xám đồng chuột rất là đẹp cho anh em các chú luôn Uh, ngoài ra thì đối với dòng này thì nó sẽ có một cái thiết kế form size vừa dễ đeo cho cổ tay người uh, thị trường Việt Nam hiện tại uh, Đối với chiếc này thì anh em chú nào mà quan tâm thì có thể là liên hệ để đặt hàng Hàng mới anh em nhé, thẻ tác em còn nguyên Và nó sẽ có được uh, trang bị thêm một cái công nghệ nữa là công nghệ phủ duratec Đó, gia tăng nội tại chất thép uh, Mã của chiếc này là NB1050-59H nhé uh, và, và mức giá ở bên Nhật thì nó rơi vào khoảng độ tầm 77.000 yên thì anh em chú nào mà cứ cân đối nói chung là trong cái phạm vi tài chính của mình để có thể là muốn lên tay trực tiếp với dòng sản phẩm này thì liên hệ sớm qua cho em duy để em duy sẽ giao lưu cho anh em một cái mức giá tốt nhất về dòng sản phẩm này và anh em chú nào mà quan tâm muốn lên tay trước này thì có thể cọc trước tối đa cho em từ 1 cho tới 200 nghìn để bên em gửi hàng đi đối với cái dòng sản phẩm Citizen máy đầu máy đầu chính rất đẹp như thế này anh em nhé về cái chính sách bảo hành thì bên em vẫn sẽ bảo hành cho anh em chú 5 năm đó, 5 năm từ năm đầu tiên thì sẽ hỗ trợ cho anh em 100% chi phí về máy móc kể cả do những người người dùng khi mà anh em có chẳng may có làm rơi hay là va đập. Và từ năm thứ hai đến năm thứ năm thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em các bác chú 50% chi phí spa làm đẹp đánh bóng lại đồng hồ anh em nhé. Thì anh em cứ gần đối nói chung là trước này thì em sẽ giao lưu cho anh em mức giá là 8 triệu 800 nghìn. Nó rẻ hơn những cái phiên bản đợt trước đâu đó khoảng độ tầm gần 1 triệu so với giá cũ em bán còn tại hãng thì nói chung là chắc chắn sẽ rẻ hơn một nửa rồi so với mức giá tại hãng bởi vì là bên em là san về được trong cái đợt giá tốt nên là nói chung là săn được giá tốt thì khi mà đầu ra cho anh em thì giá nó cũng tốt thôi đó nên cái cái đó là cái điều hiển nhiên rồi à, dòng này thì nó được trang bị nói chung là không thiếu bất kỳ một cái option nào cho anh em với chú nếu như mà muốn trải nghiệm một dòng của Citizen chúng ta không cần quá là cầu kỳ đó, không cần quá cầu kỳ ở trên cái phần mặt hay là thích một cái đơn giản nhẹ nhàng một cái thiết kế đẹp trẻ nạ và dễ đeo thì em nghĩ là với phiên bản này thì nó rất là hợp cho anh em các chủ chúng ta mức giá là 88 anh em nhé 8 triệu 8, 8 đi đó, để cho anh em chiếc này đó, hàng mới như phun bốc hộp số thẻ em có đầy đủ em sẽ đo qua size mặt cho anh em và em sẽ lên tay thử nhé size của chiếc này là size um, đây, size 38.3 và cần 39 và độ dày ở đây em có là 11.5. Cùng với đó là cái phần càng của chiếc này thì nó rơi vào là 49.2. Ờ à, một form size em nghĩ là nhỏ gọn, dễ đeo và trang nhã cho anh em các chú đeo chiếc này muốn trên tay một dòng sản phẩm uh, nội địa Nhật uh, đẹp, trẻ, dễ chơi và dạ quang sáng thì uh, em sẽ nên tay thử với anh em cổ tay trước này với cổ tay của em là 16 thì sẽ nên thử với cái phần uh, form size 39 tầm khoảng độ tầm 39 nhá. Thì em nghĩ là cổ tay của anh em cho dù nhỏ hơn Nhỏ hơn 16 thì anh em vẫn đeo đẹp với chiếc này Đặc biệt là các bác các chú nhé à, Một cái thiết kế dây kim loại rất là đứng tuổi trẻ đó. Và lịch sự nịch nãm cho anh em chúng ta nên tay Nói chung là rất là đẹp Thiết kế ba kim một nịch Với cái bộ kim là thiết kế bộ kim ba ton đó, nó được uh, cắt cụt ở cái phần đầu cùng với đó là những cái bộ cọc số thiết kế bằng thép dạng thép và được in nổi sẽ có vắt cạnh và sẽ có đánh phay xước đầy đủ hết cho anh em chú chơi luôn Nói chung là dòng này thì nên tay rất là dễ dàng này, mức giá dễ tiếp cận, mức giá 8 triệu 800 nghìn thì em nghĩ đây là một cái mức giá phải chăng cho anh em. Cùng với đó là bảo hành, ờ, bảo hành thì khi mà bên em đã hỗ trợ cho anh em rồi thì anh em có chú dùng nói chung là cứ thoải mái yên tâm. Đó, năm đầu tiên thì nói chung là anh em dùng có bất kỳ một cái vấn đề gì thì em sẽ hỗ trợ cho anh em hết 100% và từ năm thứ hai đến năm thứ năm thì ở bên em đã hỗ trợ cho anh em chú 50% về những cái chi phí spa hay là nâu dầu định kỳ nên là về cái giá thành em sẽ nói cho anh em một cái mức giá thợ rồi nó rất là rẻ anh em nhé bộ mặt số nó được thiết kế theo cái dạng mặt số màu xám lông chuột chảy tia đây là một cái màu mặt nạ mà bên em mới về Uh, anh em nào mà không thích uh, quá nổi bật như là màu trắng hoặc là quá tối màu như màu đen uh, Chúng ta cần một cái màu nó sáng hơn một chút và nó vẫn giữ được cái màu trầm trầm Nó không quá là nổi thì em nghĩ là một phiên bản Có thể nói là chưa tới 9 triệu mà anh em đã tiếp cận được một cái dòng sản phẩm như thế này rồi anh em nhé 8 triệu 8 cho anh em chiếc này đó Em sẽ có ship code đi toàn quốc tất cả các tỉnh thành tại thị trường Việt Nam tại uh, lãnh thổ Việt Nam bên em đều có ship đi ship tận nơi tận nhà cho anh em nhận hàng kiểm tra đúng mẫu mã sản phẩm trước khi gửi hàng đi thì anh em vui nào cọc trước tối đa cho em từ 1 cho tới 200 nghìn thì bên em gửi hàng đầy đủ hết cho anh em nhé em nghĩ là một cho tới 200 nghìn thì đây chỉ nào cái 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 um, mức cọc thôi còn khi mà anh em đã lựa chọn về cái dòng sản phẩm này rồi nó gần 9 triệu thì uh, 1 đến 200 nghìn thì uh, anh em không quan trọng nữa mà đa số là chúng ta cần cái chất lượng của sản phẩm thì đến với MG ngày hôm nay chúng ta thứ nhất là có một cái mức giá nó tốt và cái thứ hai là có bảo hành và chất lượng sản phẩm thì là 100% uy tín cho anh em nên là yên tâm thôi. À, ngoài ra trước này thì nó sẽ đều có dạ quang cho anh em tại những cái bộ cọc số em sẽ test qua uv cho anh em về cái dạ quang của chiếc citizen này thì anh em xem qua dạ quang của chiếc này thì nó bắt sáng tốt cho anh em Đó, bắt sáng tốt từ những cái bộ cọc số kim giờ kim Phước chúng ta cũng đều có dạ quang à, Novo citizen ở góc hướng 6 giờ thiết kế ba kim một nịch Ờ, chúng ta sẽ có một cái thiết kế ổn này ngày góc hướng 3 giờ đầy đủ cho anh em nhé đó và kim ruột kim phút có đầy đủ hết cho anh em với chú luôn đây đó. kính thì sẽ được trang bị thêm một bộ mặt kính sapphire có phủ chống lá super clear anh em nhé à, tức là cái phần mặt kính này thì cho chúng ta được cái mức độ trong trẻo hơn Uh, thứ nhất là nó đã là kính sapphire thì nó sẽ chống trời xước tốt và cái thứ hai thì nó đã được phủ chống lá rồi nên là khi mà anh em nhìn từ cái phần mặt trước đối diện uh, qua đồng hồ thì anh em có thể thấy được cái mức độ trong của mặt đồng hồ gần như là nó không có một cái nắp kính nó nhìn rất là trong và đẹp anh em nhé uh, thiết kế núm chỉnh ở góc hướng 3 giờ và từ trước tới giờ thì citizen người ta không bao giờ em chưa thấy chiếc nào mà citizen người ta khắc cái logo của mình ở trên cái cái phần núm chỉnh này nên là Ờ, để mà phân biệt được hàng giả hàng nhái thông qua cái phần đúng chỉnh thì em nghĩ là còn thiếu rất là nhiều yếu tố nhé, nó còn tùy thuộc vào cái chất lượng sau khi mà chúng ta sử dụng và cái giá thành nữa cơ. đó. Tiếp theo thì uh, về cái phần mặt đáy thì em sẽ quay qua cái phần mặt đáy cho anh em xem nhé. Mặt đáy của chiếc này thì chúng ta sẽ có là uh, Caniver 9011 với 24 24 chân kính 28.800 tờ số dao động và chỉ có tối đa là 41 giờ. Uh, chúng ta sẽ có logo Citizen này chống nước 100 m công nghệ phủ Duratec à, uh, Make in Japan cỗ máy là 9011 cho anh em chúng ta số seri number của máy Sapphire Best Stainless Steel uh, để mà nói về cái mức độ thông số chống nước của chiếc này nó cũng là thuộc top cao thứ nhất là chống nước 13 thì chúng ta có thể là đi mưa tắm giặt rửa tay bơi nội thoải mái kể cả anh em cầm đi rửa bát hay là rửa xe hay là giặt chăn màn uh, quần áo thì thoải mái không cần không vấn đề gì cái tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái công nghệ phủ duratec thì nó sẽ gia tăng cái nội tại chất thép hơn cho chúng ta, giúp cái chiếc đồng hồ của chúng ta nó bền hơn. Đó nó chịu những cái va đập tốt hơn so với chất thép thông thường. Nó sẽ gia tăng độ bền và tuổi thọ của sản phẩm nó sẽ được gia tăng thêm. Đó, chúng ta sẽ có thêm nữa, đó là bộ bộ, bộ dây thép đúc hoàn thiện ba dạng chỉ phai xước cho chúng ta này. Đó, với những cái thiết kế phai xước như thế này thì nó sẽ che đi cho chúng ta được tối đa cái vết xước lông mèo. Đó khi mà chúng ta đeo và sử dụng cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày À, trước này thì em nghĩ là kể cả anh em đeo có đeo đi dự hội dự tiệc hay là tiệc cưới đám đình cưới hỏi gì thì nói chung là anh em đeo cũng rất là đẹp hoặc là anh em đeo để đeo trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày chúng ta đeo không nhất thiết là cứ phải là đi dự hội dự tiệc thì mới đeo thì trước này em nghĩ là cân được hết nhé đeo được hết Nói chung là trang nhã lịch sự dễ đeo nhỏ gọn anh em chú nào mà cân đối được trước này với mức giá là 8 triệu 800 nghìn thì có thể liên hệ sớm để đặt hàng nhé đó hàng thì uh, còn nguyên siêu mặt đáy này anh em xem qua và thẻ tác em vẫn còn nguyên với mức giá 8 triệu 8 sẽ giao lưu cho anh em trước này anh em là cân đối thì liên hệ sớm để đặt hàng cảm ơn anh em rất là nhiều xin kính chào và hẹn gặp lại tôi thấy anh em ở những video tiếp theo xin cảm ơn